Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em mắt nước nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiết tha. Chào các bạn miền Nam ở bên cửa hàng nhạc cụ Isaac. Và ở trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn về hai mẫu sản phẩm. Thứ nhất là cây đàn có mã là T2K và một sản phẩm nữa có mã là ET15. Thì đầu tiên mình sẽ nói qua về hai cây đàn này. Thì các bạn nhìn thấy kiểu dáng của nó gần như là có một gần như là giống nhau đúng không ạ? Và thông số gỗ của nó cũng gần như giống nhau, tuy nhiên thì giá thành khác nhau thì mình sẽ đi chi tiết ngay sau đây. Cây đàn mình sẽ giới thiệu từng cây đàn trước. Cây đàn T2K này mặt trước là gỗ thông nguyên tấm. Và đây là được sơn vàng, các bạn vẫn có thể nhìn thấy cái vân gỗ ở trước đúng không ạ? Mặt cạnh và lưng ở đây là gỗ ép. Và cây đàn này được thiết kế theo kiểu đàn gọi là đàn để tập bấm, tập chơi. Vì vậy là nó sẽ có một vài cái điểm mà các bạn nếu bạn nào tìm hiểu về đàn sẽ cảm thấy chưa hiểu lắm. Nghĩa là dây kim loại, kiểu dáng thì giống như là đàn classic nhưng mà lại dùng dây kim loại. Thực chất thì cây đàn này chưa phải là đàn classic và cũng chưa phải là đàn acoustic, nên mình gọi nó là đàn tập bấm cho nó dễ, được chưa? Vì sao? Vì đàn classic thì cần đàn sẽ rộng hơn, nhưng đây là cần đàn nó có cái size cần đàn nhỡ nhỡ. Tại vì sao vậy? Vì cái đàn này nó là phân khúc đàn giá rẻ, gần như rẻ nhất. Vì vậy cái gỗ làm cần đàn nó chưa phải là gỗ quá tốt, thì người ta sẽ phải làm, mình sẽ phải làm gọi là sẽ phải làm dày lên, được chưa? Thì nếu mà chỗ này để rộng như là classic chuẩn nữa, độ rộng nó chuẩn, thì như vậy là nó sẽ rất là khó để chúng ta có thể bấm được. Người tay nó sẽ rất, đúng không? Tay phải rất dài để bấm được. Vì vậy nó sẽ làm nhỏ đi một chút, vì phần này nó làm dày hơn, được chưa? Và kiểu cuốn dây này để cho nó nhanh, cho dễ thôi. Đấy, chứ cũng không phải vấn đề gì, các bạn có thể hoàn toàn làm đầu cần giống như này cũng không sao cả. Đây, đấy cũng đều được cả. Rồi, vì là một cây đàn guitar giá rẻ nên là tất cả mọi thứ thì nó đảm bảo cho chúng ta ở mức độ có thể có các cái khoang đàn, các phím bấm cho chúng ta có thể bấm được, và âm thanh tương đối ở đến khoảng gầm ngăn năm là chúng ta nghe cảm giác nó vẫn còn có thể dùng được. Còn nếu mà chúng ta đi sâu xuống sâu hơn nữa thì nó sẽ sai rất nhiều. Tại vì sao vậy? Vì những người mới tập chơi thì các bạn cũng chỉ cần tập các ngăn đầu thôi, và như vậy cái việc đảm bảo cho các ngăn đầu âm thanh nó phát ra cũng tương đối là đã giúp ích các bạn có thể tập được rồi. Các bạn nghe thử nhé. Giống như mình vừa hát đấy. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường. Đó, thì cái này là đàn mới, mình vừa chỉnh, thế là có thể là hơi bị dão dây, nó hơi lệch đi một tí, các bạn thể chỉnh lại. Khi các bạn mua hàng bên mình sẽ chỉnh chuẩn thì các bạn yên tâm. Đây là mình đang giới thiệu để đỡ mất thời gian, mình sẽ không chỉnh lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đàn tiếp theo, là cái đàn có mã là ET15. Cũng là gỗ thịt, cũng là gỗ ép bên cạnh ở đây, mặt trước gỗ thịt nhưng mà nó ở mức độ gỗ kỹ hơn. Như vậy âm thanh các bạn, điều quan trọng nhất nó sẽ ra âm thanh là chuẩn hơn. Đó, được chưa? Đấy là âm thanh một chút, lát sẽ đi chi tiết hơn. Và mình đi sẽ kỹ hơn nữa, đây đàn guitar acoustic chuẩn, cần đàn cầm nhỏ gọn, và cái mặt phím này nó hơi có độ phồng một chút để khi chúng ta chặn, cái bấm bấm chặn nó sẽ dễ hơn, nó sẽ không bị đỡ bị gọi là khó chặn hơn. Đấy. Và thứ hai nữa, đàn này nó sẽ có bộ phận thi chỉnh cần, thì giúp cho cái đàn chúng ta khi mà chúng ta sử dụng một thời gian nắng nóng, nó có thể nó sẽ bị biến dạng, bị cong, thì chúng ta có thể chỉnh thẳng được. Còn cái đàn T2K kia thì sẽ chưa có cái bộ phận đó, nên là chúng ta chấp nhận, vì ở cái mức giá rẻ thì nó chỉ có một ưu điểm duy nhất, đó là giá rẻ thôi. Chứ còn mọi thứ thì mình cũng phải đúng ra là nó sẽ chưa được ổn định lắm. Dây kim loại giống như nhau, tuy nhiên thì dây kim loại kia là do cái đàn nó chưa được tốt, nên là cái dây sử dụng cũng là dây, cái sức căng của dây nó yếu hơn, là cái âm thanh nó phát ra nó không được chắc tiếng. Các bạn nghe thử này. Đó, thì đấy là một sự khác biệt.
Tất nhiên nữa, một phần nữa là cái đàn này mình đã chỉnh dáng đi một nửa cung. Vì sao? Vì nếu mình chỉnh chuẩn thì nó sẽ dễ bị cong cần. Đấy, thì đấy là một cái bất lợi khi mà những sử dụng những cái đàn như thế này. Bạn nghe kỹ hơn về cái đàn ET15 này nhé. Lời khuyên ở đây cho chúng ta nghĩa là sẽ là như thế nào? Thì thực ra thì để chọn một cái đàn guitar thì mình sẽ nói là cái đàn guitar phù hợp. Vì để nói cái đàn guitar tốt nhất thì rất khó, vì ngay cả bên mình cũng như vậy thôi. Sau mình là cả một kho hàng. Và sẽ còn có rất nhiều cây đàn nữa, có cả những cái đàn cả chục triệu và hơn chục triệu ở đây. Thì như vậy là để chọn cái đàn guitar tốt nhất thì nó không có gì gọi là quá khó cả. Thứ nhất cái giá cả cứ tốt đã, sau đó là có một người anh, người thầy có thể nghe được đàn tốt và đi chọn. Tất nhiên mình không nói đến trường hợp ngoại lệ, có những cái đàn rất rẻ nhưng mà lại vì lại đâu đó lại tốt được, mà thì đấy là trường hợp ngoại lệ, mình không nói, mình nói trường hợp chung chung thôi. Thì như vậy là quay trở lại với việc đó là chọn cái đàn guitar phù hợp, nghĩa là nó phù hợp với cả cái nhu cầu của các bạn. Các bạn thích đàn, thích hát nhạc trẻ thì các bạn chọn cái đàn acoustic chẳng hạn, đúng không? Các bạn thích nhạc trẻ mà nghe nó nhẹ nhàng một chút thì vẫn là acoustic cũng được. Nhưng các bạn thích dòng nhạc kiểu nhạc Trịnh Công Sơn hay là nhạc về Hà Nội, ví dụ thế, thì các bạn thể chọn đàn guitar classic. Đây thì đều là dòng kiểu dây kim loại cả, âm thanh nó vang. Đấy, thứ hai nữa là về tài chính, các bạn định mua khoảng bao nhiêu? Ví dụ bây giờ các bạn chỉ có khoảng tầm 1 triệu thôi, thì các bạn cũng không cần phải cố quá để mua cái đàn kiểu 3-4 triệu. Thì như vậy là nó sẽ rất tốn kém cho các bạn. Thì như vậy là ở đây là nói về cái sự phù hợp, nghĩa là đúng nhu cầu và cái khoảng tài chính. Dù các bạn có 1 triệu và các bạn thích một cây 1,2 triệu thì ok, các bạn có thể cố lên một tí thôi, hoặc là 1,5 triệu là đã là cố rồi. Chứ còn các bạn không nên một cái gì nó quá cố. Đấy, thì tại vì chơi nhạc mà mình phải có một cái tâm lý, tâm trạng nó thoải mái. Chứ bây giờ vay tiền xong rồi mua rồi vừa chơi đàn vừa nghĩ phải trả nợ rất đau đầu, đúng không? Rồi không biết bao giờ mới trả nợ, ví dụ thế. Thì tốt nhất là mình khuyên là không nên. Đấy. Còn trong trường hợp hai cái đàn này thì các bạn, tùy các bạn. Cá nhân mình thì mình khuyên là các bạn hãy cố gắng để có thể sử dụng mua được cái đàn này. Nhưng mà có những bạn, ví dụ quỹ tài chính của bạn chỉ có khoảng 500.000 thôi, thì các bạn cố lên cái này thì đã là một cái sự cố gắng rồi. Thì mình khuyên các bạn là dù có mua cái đàn nào đi chăng nữa, tùy vào tài chính, nhưng mà các bạn nếu thực sự thích chơi thì hãy cố gắng tập. Kiểu gì các bạn chơi được, vì trước đây bên mình có bán cả cái đàn 350.000 và nhiều khách hàng cũng đã mua và cũng vẫn chơi được thôi. Tuy nhiên là những cái đàn giá rẻ thì tiếng nó sẽ chưa hay, thì cái cảm hứng học nó thấp hơn những cái đàn guitar cao hơn. Thì như vậy là các bạn cần phải cố gắng nhiều hơn những người mà có cái đàn tốt. Đấy, còn những cái đàn, người có một đàn tốt mà không cố gắng thì cũng không chơi được đâu. Còn những bạn nào mà vì tài chính chưa cho phép chúng ta chỉ mua được cái đàn rẻ, thì chúng ta hãy cố gắng nhiều hơn, tập nhiều hơn, rồi vài ba tháng ta biết chơi rồi chúng ta có thể mua cái đàn tốt hơn, hoặc là ai đó tài trợ chúng ta hay sao, đúng không ạ? Rồi, đấy thì việc chọn đấy là các bạn hãy tùy vào sức của các bạn, tùy vào cái nhu cầu của các bạn. Thì bên mình liên hệ qua hai số điện thoại đặt mua, đó là 0936 984 989 hoặc 0971353332, địa chỉ tại số nhà 42 phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bên mình vận chuyển hàng toàn quốc với cước phí là 130.000 toàn quốc đấy. Bên mình sẽ đóng gói, các bạn nhìn thấy cái thùng đây là trên kho hàng của bên mình, cái thùng bên mình đã đóng gói, thì các bạn yên tâm về điều đó. Và có một điều nữa là vì có nhiều khách ở xa thì có thể trong quá trình vận chuyển thì khách hàng thay đổi, vì thời gian đến nơi nó khoảng tầm 5-7 ngày thì khách hàng thay đổi, thì nếu được khách hàng cảm thấy yên tâm về bên mình thì có thể đặt cọc trước cho bên mình một ít, để bên mình cũng kiểu nhiều khi bán được cây đàn cũng rất khó, cũng không phải là dễ dàng, mà hàng đến nơi khách không nhận rồi tiền đi tiền về nó rất là mất công, và cả cái công mà tư vấn nhiều khi nó cũng rất là đại ý là mong khách hàng nếu mà tin tưởng thì có thể là chuyển khoản trước cho bên mình một ít để anh em cũng có cái yên tâm hơn. Rồi, cảm ơn con rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.